Ngày hôm nay chia sẻ với báo chí về vấn đề đang được dư luận quan tâm, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là ban đại diện cha mẹ học sinh rất cần thiết vì có chức năng phối hợp kết nối giữa nhà trường và gia đình trong quá trình giáo dục học sinh. Tuy nhiên, trước những vấn đề liên quan tới lạm thu thì cần xem xét hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh để đảm bảo đúng hiệu quả và phát huy đúng vai trò chức năng của mình. Theo đó thì có thể xóa bỏ quy định cho hội phụ huynh thu tiền. Sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường thanh kiểm tra để có biện pháp chấn chỉnh việc thực hiện đúng theo quy định điều lệ của ban đại diện cha mẹ học sinh. Từ đây thì hội có sự kết nối để quản lý giáo dục cho học sinh cùng nhà trường sao cho tốt hơn. Trách nhiệm của phụ huynh và nhà trường là cùng nhau xây dựng môi trường giáo dục tốt cho các cháu và không nên biến tướng hội phụ huynh thành tổ chức để lạm thu trong nhà trường. Về việc có nên xóa bỏ quy định hội phụ huynh được phép thu tiền hay không, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hội phụ huynh được quyền thu hội phí. Nhưng mà trước những biến tướng như hiện nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu có thể bỏ quy định này để tránh hiện tượng lách luật. Và việc phụ huynh muốn đóng góp phải trên tinh thần tự nguyện chứ sẽ không còn quy định nữa.